Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Nội vụ lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật với một số nhà tu hành tôn giáo tại Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Thủ tướng. Nội dung trên được Bộ Nội vụ đề cập tại văn bản trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo gửi trước kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu thực tế, gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng. Việc này diễn ra thường xuyên kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc nhắc nhở hay xử lý. Bên cạnh đó, theo cử tri, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không lên tiếng hoặc công khai đính chính có hay không việc các tu sĩ thuyết pháp trái với pháp luật nhà nước và giáo lý nhà Phật, từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và các tín đồ. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp trên. Trả lời về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra xác minh làm rõ các trường hợp phát ngôn thuyết giảng của chức sắc phật giáo lan truyền trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý giáo luật truyền thống văn hóa của phật giáo và lịch sử của dân tộc việt nam đồng thời ban tôn giáo chính phủ đề nghị xử lý nghiêm đối với các chức sắc chức việc nhà tu hành phật giáo và vi phạm một trong các nội dung nêu trên Bộ đội vụ nêu hai trường hợp đã bị xử lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ông Thích Trân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Thích Nhuận Đức, thuộc tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật ông Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm, thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Ông Thích Trân Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận. Chấn trình sinh hoạt của các đạo tràng chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh thành phố. Ngoài ra, không đưa các bài giảng của ông Thích Trân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian cá nhân này nhập thất sám hối tại Chùa Phật Quang. Còn đối với ông Thích Nhuận Đức, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu không được thuyết giảng vô thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer. Đáng chú ý thời gian qua, Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đối với một số chức sắc chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng trong thời gian tới bộ nội vụ sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo trong đó có giáo hội phật giáo việt nam để tăng cường quản lý chức sắc chức việc nhà tu hành kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn nhằm đảm bảo đúng quy định hiến trương điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của nhà nước Bộ Nội vụ cũng chỉ đạo ban tôn giáo chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, trong đó có những sai phạm trong phát ngôn thuyết giảng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành để kịp thời xác minh xử lý. Cùng với đó, ban tôn giáo chính phủ được yêu cầu đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật không để lợi dụng internet mạng xã hội đưa tin lôi kéo kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự một việc làm nữa cũng được Bộ Nội vụ đề cập trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri là tham mưu chính phủ trình Quốc hội sửa đổi luật tín ngưỡng tôn giáo và ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo nhằm hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần tăng cường công tác của lĩnh nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Ngoài ra, Bộ đội vụ sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra theo chuyên đề thanh tra kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đối với Ủy ban dân các cấp, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, qua đó phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Ngày 15 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin vừa tiếp nhận người bệnh nữ 16 tuổi ở Vĩnh Phúc sau khi sử dụng 15 quả bóng cười. Cô gái cho biết trước đây khỏe mạnh nhưng hai tuần trước đã sử dụng 15 quả bóng cười trong vòng 3 ngày. Sau đó cô gái xuất hiện tình trạng tê bì tứ chi, tay bị chuột rút, giảm cảm giác chân tay hai bên, chân nặng hơn tay, tình trạng yếu chi, tiến triển tăng dần, dẫn đến không vận động được hai chân. Tại bệnh viện, cô gái không đi được mà phải ngồi xe lăn, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh bị tổn thương thần kinh ngoại vi giai đoạn bán cấp do lạm dụng bóng cười, cô được chỉ định điều trị bằng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, vitamin B12 liều cao. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh đã cải thiện các triệu chứng lâm sàng đi lại, vận động được, đỡ tê bì, sức cơ chi hồi phục dần. Sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện, duy trì thuốc ngoại trú, hẹn tái khám tại chuyên khoa thần kinh. Người bệnh sau khi được điều trị cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đẩy nhanh thời gian phục hồi sức khỏe, đồng thời cần tái khám định kỳ, thực hiện lối sống lành mạnh bằng việc duy trì thói quen tập thể dục thể thao, tránh xa các chất kích thích gây hại cho sức khỏe và ăn uống theo chế độ dinh dưỡng khoa học. Theo bác sĩ Lê Thị Bích Thủy, trưởng khoa Nội thần kinh, cơ xương khớp bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngộ độc khí nitơ do lạm dụng hít bóng cười trong thời gian dài có thể dẫn đến thoái hóa thần kinh bán cấp do bất hoạt vitamin B12, từ đó gây nên những tổn thương thần kinh kéo dài và khó phục hồi. Chính vì vậy, trên những người bệnh có triệu chứng tê bì, dị cảm thứ chi, việc khai thác tiền sử, lạm dụng bóng cười, khám lâm sàng và cận lâm sàng đầy đủ, đặc biệt là MRI cột sống cổ và đo dẫn truyền thần kinh sẽ giúp cho việc chẩn đoán chính xác, từ đó phục hồi chức năng vận động của người bệnh một cách tối đa. Bác sĩ khuyến cáo việc sử dụng bóng cười có thể gây hưng phấn, vui vẻ nhất thời nhưng lại có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng. Các chất kích thích có nguy cơ gây ra lạm dụng hay lệ thuộc, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não thậm chí tử vong. Kể từ vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và trung tâm đăng kiểm các tỉnh thành phố, hàng loạt các trung tâm đăng kiểm thiếu nhân sự để phục vụ công tác kiểm định thường kỳ của người dân. Nhiều giải pháp đã được tăng cường để không làm gián đoạn công tác đăng kiểm trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự báo tình trạng thiếu nhân sự sẽ trầm trọng hơn trong thời gian tới và đang phải tính đến nhiều phương án ứng phó với tình trạng này. Một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội vẫn đang hoạt động bình thường. 9 trong tổng số 10 đăng kiểm viên tại đây đã bị khởi tố nhưng hiện đang được tại ngoại. Đây là một trong những lý do ngành đăng kiểm dự báo tình trạng thiếu hụt nhân sự sẽ là vấn đề lớn trong thời gian tới. Cả hệ thống có khoảng trên 900 đăng kiểm viên bị khởi tố, trong đó có 291 tại ngoại vẫn đang tham gia hoạt động kiểm định. Khi các vụ án đăng kiểm được đưa ra xét xử, sẽ thiếu đăng kiểm viên để vận hành các dây chuyền kiểm định. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng phòng kiểm định chất lượng xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết. Bổ sung nguồn nhân lực là điều cấp thiết, nhưng từ năm 2023 đến nay, dù liên tục đào tạo, tập huấn, cục đăng kiểm Việt Nam cũng mới chỉ đánh giá cấp chứng chỉ đăng kiểm viên cho hơn 430 người, chưa bằng một nửa số đăng kiểm viên bị khởi tố. Để góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, một trong những giải pháp được tính đến là nhờ sự hỗ trợ đăng kiểm viên từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cho các trung tâm kiểm định. Năm 2024, các cơ sở kiểm định của quân đội được trang bị các xe kiểm định cơ động chuyên dùng và chúng tôi có thể hỗ trợ các trạm kiểm định ở ngoài dân sự bằng xe kiểm định cơ động để góp phần làm giảm, ủn tắc công tác kiểm định. Đại tá Nguyễn Năng Thắng, Phó Cục trưởng Cục Xe Máy, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng cho hay. Dự kiến, cùng với lực lượng đăng kiểm viên quân đội công an hỗ trợ, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng sẽ thực hiện điều động nhân sự, làm việc tại các trung tâm đăng kiểm phù hợp với nhu cầu kiểm định ở các địa phương. Tuy vậy, theo quy định hiện nay, trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động 3 tháng, từ khi có hai đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ. Do đó, theo dự báo, đến tháng 10, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ còn hai trung tâm đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động. Khi đó, ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn thời điểm đầu năm 2023.